Hello anh em nhé, đây là hai cặp RCF anh em nhé, súp RCF cái này là siêu trầm, súp siêu trầm anh em nhé. Cái này súp RCF TT cộng S28, cái này súp bẹt si nhé. Súp bẹt si anh em, cái này súp này đánh xuống trầm cái lắm nhé. Này đã có sẵn áo loa rồi, có sẵn cái bánh xe xịn của nó luôn này anh em này. Có sẵn bánh xịn luôn, có sẵn áo luôn này. Số lượng là hai cặp anh em nhé. Đó. Cái này thì tình trạng là loa tất cả rin, thùng còn đẹp lắm nhá, thùng đồ đẹp lắm. Nhưng mà bên cái râu sau có cái hai cái râu mà để cắm dây loa vào đấy nha. Hai cái râu thì đây tất cả 8 cái bát là hàn râu lại hết rồi. Tại vì lý do là người ta đánh men yếu quá, cái loa nó rung thì nó gãy cái râu. Loa rung mạnh nó bị gãy cái râu anh em nhé. Thì thay cái râu không ảnh hưởng gì tới bên trong loa nhá, tất cả là rin anh em nhé. Đây, cái này là súp đôi, hiện tại mình có hai cặp, mình bán cả hai nhá. Anh em lấy hai cặp thì giá tốt, còn nếu mà lấy một cặp thì giá 6 mấy triệu một cặp nhá. Anh em lấy cả hai cặp thì giá giật mình luôn. Đó. Còn nếu anh em lấy một cặp thì giá 66 triệu ha. Anh em lấy hai cặp thì giá bao rẻ luôn, rẻ hơn rất nhiều, mình bán dạng thanh lý luôn nhá. Tại vì hàng mình đang tồn nhiều anh em lấy luôn cả hai cặp thì mới có giá tốt nha, lấy một cặp thì 66 triệu. Này là tiếng của nó là siêu trầm anh em nhé. Còn anh em nào mà thích mà tức ngực đánh ở trên lồng ngực á, thì chọn model khác nha. Model này là nó không đánh trên ngực đâu nhé. Nhưng mà tiếng bass của nó xuống phê lắm. Tiếng bass của nó xuống trầm đã lắm anh em nhé. Tiếng nó mềm, đánh mịn lắm. Đó, đây hôm nay mình lôi ra test anh em. Mình test trên một cục men duy nhất, một cục men 2 kênh. Mình đánh 2 ôm luôn đấy. Nhưng men phải thiệt xịn nhé. Anh em có nhu cầu thì mình có cục men MC2E90. Một cục anh em có thể đánh được hai cặp này luôn. Đó, rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0946734646. Anh em cần hình ảnh ruột bát bên trong thì cứ inbox qua Zalo hoặc Facebook nhé. Mình sẽ gửi hình chi tiết bên trong nhé. Tại vì một lần tháo ra cực lắm, không thể nào tháo mít được anh em nhé. Mình có tháo và có chụp hết rồi. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ, mình sẽ gửi hình nhé.